Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi đi thăm một vườn xưa. Một vườn xưa đẹp. Đây là vườn xưa đẹp ở tại địa bàn Bắc Giang. Đây là vườn xưa của một nhà nông dân. Có một vườn xưa rất là rộng, rất là nhiều cây. Những vườn xưa này đã được trồng từ năm 2005. Bây giờ nó đã là 15 năm. Được 15 năm tuổi rồi. Cây nào cây đấy đều to, cao và thẳng, rất là đẹp. Hứa hẹn cho một nguồn thu lợi rất là lớn của nông dân. Nông dân mà có một vườn xưa như thế này là có một khoản tiền. Bây giờ giá xưa trên thị trường bây giờ cũng 10-15 triệu một cây tầm tầm như thế này. Thậm chí có cây to là 15-20 triệu, 30 triệu. Đây, cây này gốc rất đẹp, rất to. Cái gốc nó nổi đẹp như thế này, củ nó rất là to. Không có sâu bệnh gì. Đấy, không có một hề sâu bệnh gì. Những cây xưa rất là đẹp. Xưa bây giờ, xưa đỏ trên thị trường bây giờ vẫn là một mặt hàng quý hiếm. Mặt hàng quý hiếm. Cũng có cái nguồn thu nhập rất là cao của những người nông dân và cũng của người trồng trọt. Bây giờ trồng cây lâm nghiệp, cây các loại cây cũng không thể nào bằng cây xưa được. Cây xưa giá trị kinh tế vẫn rất là cao. Hiện nay Trung Quốc vẫn thu mua. Đây đã khoan thử đây. Thợ đã khoan thử. Những cây này đều có lõi hết rồi. Lõi những cây này lõi tầm 10 phân rồi. 8 đến 10 phân, cây nào bé thì 8 phân, cây to thì 10 phân. Mà tuổi đời là 15 năm, 15 năm tuổi. Đây. Cây nào cây đấy đều đẹp, củ đây. Củ gốc dễ lởi to tướng. Chúng tôi vào thăm một cái vườn này, thấy đẹp mê hồn. Vào đây rất mát mẻ, một vườn xưa rất đẹp. Chủ nhà cũng đang có kế hoạch một vài năm tới mới bán chứ chưa bán ngay bây giờ. Cũng đang bảo để 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa cho cây nó to và đồng thời cũng chủ nhà cũng nghĩ là đang Covid cho nên là cũng chưa muốn bán vội. Chưa cần tiền. Nhưng chúng tôi thấy những cây xưa, những cái vườn xưa của gia đình này quá đẹp, rất là đẹp, rất đẹp. Cây nào cây đấy cũng cao dài, cao tinh những 4 mét trở lên thôi. Cây này với lại cây kia rất đẹp. Đây bao nhiêu tiền? Đây những cây này cũng đẹp long lanh, cây xưa đẹp long lanh. Hầu hết là trồng năm 2005-2006. 2005-2006 là đang xưa nó đang đắt, đang sốt, đang rộ mà cây giống cũng ra rất là rộ. Cho nên là các gia đình có điều kiện người ta mới mua được cây xưa con về trồng. Những người có tính toán giỏi, những người nhanh nhạy với thị trường mới trồng thì bây giờ mới có thu nhập. Thế còn bây giờ mới trồng thì tương lai khả năng sẽ không được giá cao nữa. Là vì bây giờ số lượng xưa lon rất nhiều. Đây, ông chủ. Xưa lon bây giờ rất nhiều. Cho nên cái xưa 14-15 năm tuổi là bây giờ là đang cũng không được nhiều lắm. Còn xưa 20 năm tuổi thì càng ít. Những cây xưa to già cỏ thì hầu như là cũng đã bị đốn ngã hết rồi. Bây giờ chỉ còn xưa non thôi, xưa già hầu như là cũng không còn là bao nhiêu nữa. Chỉ còn trong những công sở, rồi là một số bệnh viện, công sở, cơ quan nhà nước thì còn ngoài dân sự thì mới trồng
được 14, 15 năm. Đến nhà nào nhanh nhạy lắm thì trồng được 20 năm. Hầu như bà con ta cũng đã có những người rất là nhanh nhạy trồng được những cây xưa từ những năm 2000 đến 2005, 2006 là đang trồng rất nhiều. Còn lại sau này thì bây giờ đang trồng rất nhiều. Bây giờ thì nhà nào nhà đấy cũng trồng xưa, công sở nào cũng trồng xưa, rồi đến nhà văn hóa bệnh viện cũng trồng xưa. Cho nên tiến tới một thời gian 10 năm nữa, 10 năm sau thì xưa sẽ rất là rộ, rất nhiều. 10 năm nữa thì xưa khả năng là sẽ rẻ, không có đắt nữa, tại vì trồng quá nhiều. Bây giờ các nơi trồng rất nhiều. Còn cái xưa già này, những cây này mà giữ được 10 năm nữa thì lại là vẫn là vô địch. Xưa già bao giờ cũng đắt. Cây xưa già, lõi nó già thì nó lại cũng thơm hơn mà màu nó cũng đẹp hơn. Xưa non thì màu cũng không được đẹp, mà thơm, hương thơm cũng không được thơm bằng. Cho nên cái xưa già, một cân xưa già nó rất đắt. Xưa cổ thụ ở thành phố Hà Nội, một cân nó là hàng mấy chục triệu, 10 triệu, 20 triệu một cân. Còn xưa non này có mấy trăm nghìn một cân thôi, 500 nghìn một cân đến 700 nghìn một cân. Đấy, đây là những cây xưa 15 năm tuổi. Còn đây là các anh thợ đã khai thác đẽo lấy lõi. Đây những cây xưa 15 năm tuổi là sẽ được lõi to như thế này. Lõi đó cũng vào 15 phân, à 10 phân. Củ có gì được 15 phân, chứ còn thường là tầm trên củ độ 1 mét đến hơn 1 mét là chỉ được 10 phân. Để các thợ đang khai thác, đang đẽo lấy lõi. Đang đẽo lấy lõi. Lõi xưa rất giá trị. Đây những cái lõi xưa già nó rất giá trị như này. Đây là phải cây xưa mấy chục năm rồi, 50-60 năm tuổi đấy. Còn những cây xưa 15 năm, 14 năm, như cây này 14 năm thì lõi vẫn nhỏ lắm. Cây này lõi mới được 8 phân. Cây nào to thì 10 phân, có cây được 12 phân. Tầm tầm cứ 14 năm, 15 năm, 13 năm thì nó chỉ tầm từ 8 đến 10 đến 12 phân lõi thôi. Cái cỡ 15 năm giả ra thì còn lõi có khi được đến 12, 13 phân lõi. Tầm ngang mặt đấy, chứ còn không tính tầm gốc. Gốc thì 10 năm có khi cũng gốc lõi cũng đã 10 phân rồi. Nhưng mà lên trên cái lõi bé này, cây già lõi nó mới lây dài lên đến ngọn. Đây, những cây này là tương đối rồi. Rất đẹp. Cả một vườn xưa đấy. Cả một vườn xưa. Những vườn xưa được bà con nông dân ở Bắc Giang trồng rất là quy củ và rất là đẹp, và hứa hẹn một nguồn thu tiền tỷ. Hứa hẹn một tiền tỷ ở trên vườn bãi của nhà mình. Trồng những cây xưa đến bây giờ là đã rất nhiều người đến hỏi thăm mua. Chủ nhà đã phấn khởi, đã có nhiều người hỏi mua là phấn khởi. Mua thợ này ra thợ kia vào rất là nhiều tham quan và đòi mua, nhưng chủ nhà vẫn chưa bán. Chưa bán vì nhận định là thời giá Covid này nó vẫn còn rẻ, cho nên là chưa muốn bán. Cũng có thể tới đây nó lên giá, mà cũng có thể là nó xuống giá, mà cũng có thể nó vẫn đứng giá. Không biết thế nào được giá thị trường, vì lý do Trung Quốc, giá của mình, giá xưa vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc là chính. Trung Quốc nó cân cao thì được cao, nó cân thấp thì được thấp. Mình bán cho Trung Quốc là bán theo cân. Mua của bà con thì mua theo cây. Nhưng về là khai thác ra là mang Trung Quốc là tính theo cân. Đấy. Nên cũng có thể là được ăn, có thể là thua lỗ. Vậy các bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn. Ok.